Xin chào tất cả các em. Sau khi học xong bài này cần đạt những mục tiêu gì? Cô trò chúng ta sang phần thứ nhất là phần mục tiêu. Một, mô tả được vai trò của người điều dưỡng khi thực hiện các thủ thuật hỗ trợ về dinh dưỡng cho người bệnh. Hai, nhận định được khả năng nuốt, tình trạng bệnh lý của người bệnh liên quan chế độ dinh dưỡng điều trị để lựa chọn được thức ăn, phương pháp nuôi dưỡng phù hợp. Ba, thực hiện được kỹ năng nuôi dưỡng người bệnh qua đường tiêu hóa an toàn và hiệu quả. 5. Thể hiện thái độ ân cần, thông cảm, hiểu biết về văn hóa và tôn giáo trong giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khỏe hiệu quả với người bệnh, gia đình trong khi thực hiện kỹ năng hỗ trợ dinh dưỡng. 6. Ghi hồ sơ, phiếu chăm sóc đúng theo quy định. 7. Rèn luyện được tác phong nhanh nhẹn, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc đồng. Để hoàn thành được các mục tiêu trên chúng ta sang phần nội dung, đại cương có nhiều hình thức đưa thức ăn vào cơ thể người bệnh tùy theo tình trạng bệnh lý, người bệnh được nuôi dưỡng bằng cách cho người bệnh ăn qua đường miệng, người bệnh được nuôi dưỡng bằng cách cho người bệnh ăn qua ống thông mũi dạ dày, hoặc ống thông mũi ruột non, người bệnh được nuôi dưỡng bằng cách cho người bệnh ăn qua lỗ mở dạ dày ra ra, hoặc mở ruột non ra ra. Người bệnh được nuôi dưỡng bằng cách nhỏ từng giọt vào hậu môn, hiện nay ít dùng vì chức năng sinh lý của đại tràng chỉ hấp thu được nước, do vậy cách này thường được dùng để cho thuốc nhỏ giọt qua đường hậu môn, người bệnh được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Các phương pháp đưa dinh dưỡng vào cơ thể nuôi ăn qua ống thông mũi dạ dày, mục đích là phương pháp dùng ống thông bằng nhựa dẻo đưa vào tận dạ dày qua đường mũi hay miệng để đưa thức ăn vào. Chỉ định người bệnh mê man, nuốt khó do liệt mặt, gãy xương hàm, trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, ung thư lưỡi thực quản, bệnh uốn ván nặng, người bệnh từ chối ăn hoặc ăn quá ít. Các trường hợp không áp dụng, tổn thương thực quản, bỏng axit, kiềm áp xe thành họng, lỗ thông thực quản, hẹp khít môn vị, tắc ruột, hôn mê chưa đạt được ống nội khí quản, viêm phúc mạc sau thủng tạng rỗng. Ưu điểm cung cấp đầy đủ nhu cầu năng lượng cho người bệnh, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, ít gây tai biến, phù hợp với kinh tế của nhiều người bệnh, không phụ thuộc vào cảm quan của người bệnh. Khuyết điểm các enzyme đường tiêu hóa bị ức chế, bài tiết dịch tiêu hóa kém, người bệnh không có cảm giác ngon miệng, dễ bị rối loạn tiêu hóa, viêm phổi hít, sặc do vật lạ vào phổi, viêm tắc tuyến nước bọt, lở loét vùng niêm mạc mũi nơi cố định ống. Lưu ý cho người bệnh nằm đầu cao khi đặt ống, thức ăn lỏng, nhẹ, dễ tiêu, ấm, mỗi lần cho ăn không quá 300 ml, nhiều lần trong ngày 6 tháng 8 lần một ngày, nếu dùng túi cho ăn, không lưu thức ăn trong túi quá 3 giờ, lần, túi chứa thức ăn phải được thay hàng ngày, tráng ống trước và sau mỗi lần cho ăn, cho thức ăn vào với áp lực nhẹ cách dạ dày 15-20 cm, cho thức ăn vào liên tục tránh bọt khí, che chở đầu ống tránh côn trùng chui vào, duy trì tư thế nằm đầu cao 30 phút sau khi cho ăn. Kiểm tra dịch tồn lưu trong dạ dày trước khi cho ăn lần sau, nếu trên 100 ml phải báo bác sĩ, vệ sinh răng miệng và hai bên mũi người bệnh hàng ngày, không đặt ống thông qua đường mũi nếu người bệnh bị viêm mũi, chảy máu cam, polyp ở mũi, trong khi đưa ống thông vào nếu thấy người bệnh có phản ứng ho sặc sụa tím tái thì phải rút ra ngay, chỉ được bơm thức ăn cho người bệnh khi kiểm tra đầu ống thông đã chính xác vào tới dạ dày, mỗi lần thay ống thông thì đổi luôn lỗ mũi để đặt ống. Thời gian lưu ống thông từ 24 giờ 48 giờ. Nuôi ăn qua miệng, tầm quan trọng của thức ăn đối với người bệnh, cung cấp các chất và năng lượng để cơ thể tồn tại, phát triển và chống lại bệnh tật, đồng thời hồi phục sức khỏe. Ăn uống có vai trò quan trọng ngang như thuốc trong điều trị bệnh, vì vậy phải tuân thủ theo chế độ ăn mà thầy thuốc đã quy định, chỉ định chỉ áp dụng cho những người bệnh có khả năng nhai và nuốt bình thường, không có vết thương miệng, chi giác bình thường. Yêu cầu cung cấp đầy đủ nhu cầu năng lượng cơ bản tùy từng giai đoạn của bệnh và phù hợp với chế độ ăn bệnh lý của từng loại bệnh, giúp người bệnh ăn ngon miệng, hiểu tâm lý của người bệnh khi bị bệnh, cần có thái độ quan tâm, ân cần khi tiếp xúc người bệnh, khuyến khích người bệnh ăn, giáo dục cho người bệnh ăn đúng theo chế độ ăn điều trị tùy theo loại bệnh, có kiến thức về chế độ ăn uống, các loại thức ăn, giúp người bệnh thoải mái trong việc ăn uống. Giáo dục người bệnh ăn thức ăn tươi, hợp vệ sinh. Những thay đổi tâm lý của người bệnh về ăn uống khi bị bệnh. Tâm lý của người bệnh trong ăn uống có nhiều thay đổi so với lúc khỏe. Người bệnh có thể ăn ít, không thích ăn hoặc ghê sợ khi nhìn thấy thức ăn hay chỉ thích một món ăn nào đó. Vì vậy người điều dưỡng cần phải quan tâm nghiên cứu vấn đề này mới có thể làm tốt việc săn sóc ăn uống cho người bệnh. Những điểm cần lưu ý: trình bày khay thức ăn đẹp mắt, nhiều màu sắc để kích thích sự thèm ăn của người bệnh, các dụng cụ đựng thức ăn phải sạch sẽ và vui mắt, loại bỏ những yếu tố làm người bệnh ăn không ngon miệng, vệ sinh răng miệng sạch sẽ, thức ăn nóng, hợp khẩu vị, thay đổi món ăn thường xuyên, phù hợp với kinh tế, điều dưỡng luôn có thái độ ân cần, vui vẻ trong lúc giúp người bệnh ăn, đảm bảo ăn đúng giờ và không nên kéo dài bữa ăn. Lợi dụng cơ hội khi cho người bệnh ăn, hướng dẫn những vấn đề dinh dưỡng cần thiết cho họ.
Mở dạ dày ra ra chỉ định không ăn qua đường miệng được, cũng không thể đặt ống qua thực quản được, phòng thực quản, ung thư thực quản, tình trạng người bệnh phải cho ăn bằng ống kéo dài nhiều ngày giấu lớn 1 tháng. Bất lợi dễ bị nhiễm trùng chân ống dẫn lưu, ống dễ sút ra ngoài, dễ bị xuất huyết nơi mở dạ dày ra ra, và còn một số bất lợi giống như cho ăn qua ống thông. Lưu ý tráng ống trước và sau khi cho ăn, chăm sóc ống dẫn lưu hàng ngày, vùng da xung quanh, vị trí ống thông, phát hiện sớm các biến chứng, sau khi cho thức ăn phải che chở kín đầu ống thông. Nhỏ từng giọt vào hậu môn. Phương pháp này ít thông dụng vì ruột thẳng là phần cuối của ruột già, là nơi nhận những cặn bã của quá trình tiêu hóa, không có men tiêu hóa, chỉ có khả năng hấp thụ một số chất bã được phân hủy ở giai đoạn đơn giản như glucid acid amin, khả năng hấp thụ chậm, niêm mạc ruột dễ bị kích thích. Chỉ định cắt bỏ dạ dày, không thể nuôi ăn qua các đường khác, nhược điểm, hiệu quả dinh dưỡng kém, nên chủ yếu dùng cho thuốc nhỏ giọt vào trực tràng để điều trị. Lưu ý trước khi nhỏ từng giọt vào hậu môn phải thụt rửa sạch trực tràng, thức ăn phải lỏng, dễ tiêu, đây là phương pháp sạch trước khi cho ăn phải thụt tháo sạch trước đó 1 đến 2 giờ, dung dịch cho ăn từ 100 đến 200 cc, nhiệt độ 37 đến 40 độ C, cho ăn với áp lực thấp, cách mặt giường 30 cm, số giọt trung bình 40 giọt trên phút, theo dõi người bệnh, đau bụng, tiêu chảy. Chỉ định không thể nuôi ăn bằng những đường khác, hỗ trợ trong trường hợp người bệnh ăn uống quá kém, thay thế tạm thời khi không thể đưa thức ăn vào dạ dày, ích lợi cung cấp đầy đủ nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng, chất dinh dưỡng được hấp thu trực tiếp vào máu. Bất lợi đắt tiền, tai biến, dễ gây phản ứng thuốc, các tai biến do truyền dịch, làm cho cơ quan tiêu hóa kém hoạt động, nhiễm trùng, viêm tĩnh mạch, tắc mạch do bọt khí, tổn thương cơ học mạch máu, thần kinh, mô, viêm cuống tĩnh mạch, phản ứng dị ứng, rối loạn chức năng gan, thận máu, chất đưa vào không đủ loại, không có sự tham gia của bộ máy tiêu hóa, khó sử dụng tại nhà, nhất là người bệnh bị kích động. Điều cần lưu ý tuyệt đối vô khuẩn khi tiêm truyền, cho tốc độ chậm 30 giọt một phút theo y lệnh, nên tiêm vào tĩnh mạch lớn, không nên pha lẫn các loại thuốc khác vào dung dịch, theo dõi các loại biến chứng có thể xảy ra.